cái phong trào hip hop từ năm 2005 cho đến nay. Đó là 13 năm, đó là một chặng đường khá dài đối với anh em chúng tôi. Nhưng cho đến hôm nay nó không phải là một cái phong trào nữa, đó là một ngọn lửa trong tim của anh em.